Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Galaxy MS8 được trang bị đề chuyển động DOG, gạt đĩa tua lây, phanh dầu Shimano. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung của chiếc xe, về phần khung thì chiếc xe có một phần khung để làm từ nhôm, lớp sơn nguyên bản, xe được nhập khẩu nguyên chiếc, đồ đạc zin nguyên bản hết. Xe còn khá là đẹp. Phanh dầu Shimano. Máy Lovatec. Đấy, máy Lovatec. Cũng là một cái hãng máy rất là cao cấp. Vành Galaxy. Lốp 26. Đùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa tua lây. Đề chuyển vít DOG. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m57-58 đến khoảng 1m7 đi là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 10 tầng nít, 3 tầng đĩa. Lên xuống chuyển động rất là mượt mà. Và chiếc xe này đã có giá bán rất tốt bên em, chỉ 6.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để có được những cái thông báo về những chiếc xe bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.